Em nghĩ là em đã tiến bộ hơn sau từ từ lúc CV Star Season 1. Nhưng mà cái đó là theo phải coi nhận xét của ban giám khảo như thế nào. Nhưng mà đối với bản thân của em thì em đã đi tập luyện nhiều và cũng đã có đi tham gia nhiều show và cho nên em nghĩ là có thể là lần này em về em qua qua lại đây thì là lợi hại hơn. Nhưng mà hình như trong vòng vừa qua cái sự chọn bài vẫn chưa được chính xác, thì làm sao Tấn Bảo có thể khắc phục được điều này trong cái vòng tới? Rất đúng, tại vì ban giám khảo hôm nay nói với em là bài em chọn chưa có phát huy được cái khả năng của em. Có thể là em cũng đồng ý cái điều đó, tại vì họ là những người rất là quan trọng trong trong ngành này, cho nên nếu mà họ nói như vậy thì mình cũng nên cố gắng. Em nghĩ là em sẽ đi kiếm thầy và đi kiếm nhiều người cố vấn cho em hơn để em đưa bài sắp tới của em cho họ nghe, xong rồi để coi như thế nào. Và chắc chắn là như vậy, và hy vọng là lần tới sẽ không chọn chọn sai bài hát nữa. Chắc chắn là không. Hẹn gặp Tấn Bảo trong vòng tứ kết. Mời Ok. quý vị tiếp tục theo dõi cuộc thi Vstar vòng Bootcamp, và ngay sau đây phần thi của thí sinh tiếp theo. Người yêu ơi có biết anh nhớ bên anh, tình yêu ta thắp lên. Một mùa thu tan úa, lá vàng rơi khắp sân, mình anh nơi đây cô đơn lặng lẽ. Từ khi em ra đi, từng hàng cây trước sân dường như cũng đã xác xơ đi nhiều. Rồi mùa thu đi qua, khi mùa đông đã về, chờ mong tin em nhưng sao chẳng thấy. Người yêu ơi em có còn yêu anh nữa không, mà sao không thấy một lời cho nhớ. Người yêu ơi có biết anh nhớ em nhiều lắm, những đêm trong giấc mơ tay nắm tay nghẹn ngào, lòng hạnh phúc biết bao ngỡ rằng em còn đây, nụ hôn trao ngất ngây ôi tình yêu tuyệt vời. Người yêu ơi có biết anh nhớ em nhiều lắm, đã bao năm tháng qua anh vẫn mong vẫn chờ, giờ em đang ở đâu hãy về bên anh, tình yêu ta thắp lên cho mùa xuân xanh lời. Người yêu ơi có biết anh nhớ em nhiều lắm, những đêm trong giấc mơ tay nắm tay nghẹn ngào, lòng hạnh phúc biết bao ngỡ rằng em còn đây, nụ hôn trao ngất ngây ôi tình yêu tuyệt vời. Lần này quay lại đó, thật là một sự rất là vui mừng, bởi vì anh Tấn Bảo đã quay trở lại để mà tham gia tiếp tục cái đam mê của mình. Một cái điều đáng rất là khích lệ. Và một cái điều nữa rất là vui là lần này khi anh trở lại anh hát nó đầm thắm hơn, nó tình cảm hơn lần trước rất là nhiều, và nó có một cái sự tiết chế hơn lần trước. Lần trước thì hơi rock, hơi gằn một chút xíu, nhưng mà lần này thì mềm mại hơn, đằm thắm hơn. Nhưng mà somehow ở trong cái bài hát này đó, thì Đình Bảo cảm thấy rằng anh vẫn chưa thả được hồn của mình vào trong đó một cách thoải mái nhất. Nó vẫn có một sự gượng ép, nó vẫn có một sự khô cứng ở đâu đó. Cái giọng hát nó chưa có được mềm mại đúng mức. Nhất là những cái nốt mà ở trên cao đó, somehow nó hơi bị chân vân một chút xíu.
Nhưng mà thật sự thấy anh lần này rất là tiến bộ hơn lần trước. Đó là một cái điều rất là happy đối với Đình Bảo. Chúc mừng anh Tấn Bảo. Dạ, em rất là cảm ơn anh. Chị muốn bổ sung thêm ý kiến của Bảo là cái sự... Nãy em vừa nói cái gì? Tức là nó không chưa có nhập vào bài hát á hả? Đúng rồi. Chưa có nhập vào bài hát đây thì chị nghĩ là cái cách xử lý bài của Tấn Bảo hơi bị vụn. Cách chia câu, cách gọi là phrasing ấy. Chia câu các bài hát là chia câu và chia đoạn nó hơi bị vụ, cho nên là nó nghe nó chưa được thấm. Dạ, cảm ơn anh chị. Mời quý vị đến xem V-Star Season 5 live tại Rạp Sài Gòn Performing Arts Center. Vòng tứ kết vào ngày 17 tháng 10, vòng bán kết vào ngày 21 tháng 10, vòng chung kết vào ngày 26 tháng 10 và lễ trao giải vào ngày 28 tháng 10. Vé có bán tại trung tâm Thúy Nga 714-894-5811.